Chào bạn, sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách test nhanh cả main CPU và RAM để làm sao mà các bạn khoanh vùng cái linh kiện được nhất nhé, cả nguồn. Tất nhiên, khi test này để cho nó phát bệnh nhanh nhất, còn để chuẩn xác nhất chúng ta vẫn cần những cái linh kiện thay thế. Phải có linh kiện thay thế cộng với thời gian test thì chúng ta mới ra được cái bệnh, đúng không ạ? Đây là một con mà bị chạy, gọi là chạy khoảng 2-3 tiếng ngắt, thì đây là cách mình áp dụng để test để sớm ra bệnh, để có thể chữa được nó đã. Còn các bạn không thể tay không bắt giặc đâu nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ chạy mắc một cái phần mềm test Vega để cho nó kéo hết cái công suất của Vega. Nó sẽ có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là kéo cho Vega chạy hết công suất. Cái tác dụng thứ hai là kéo cho nguồn chạy hết công suất để cho có thể sụt nguồn hay sụt Vega. Chúng ta còn đoán được. Cái thứ hai, đây các bạn thấy đây. Tắt đi nhá, vì mình đã test từ đêm qua rồi. Nó sẽ rất hại máy. Cái gì vắt kiệt sức thì nó đều hại máy các bạn nhé. Tiếp theo đó là một cái phần mềm để test CPU. Cái phần mềm này thì các bạn rất dễ dàng để download này. CPU Z các bạn download này. Ở đây các bạn nhìn thấy CPU đang chạy 100% này. Vega thì mình tắt đi rồi. Đây nhá, mình sẽ hướng dẫn các bạn chạy cái này. Chạy cả hai cái từ đầu luôn. Đây các bạn nhìn thấy phần mềm chưa? Click đúp vào. Các bạn nhớ nhá, trong quá trình chạy có thể chết bất kỳ tử. Vì vậy là hãy đặt tay lên trán và suy nghĩ cho kỹ. Tránh cái tình trạng là khi các bạn vừa kích chuột và test nó chết đồ các bạn lại đổi cho mình. Đây, kích vào hai cái này các bạn được chưa? Kích tiếp vào đây. Đấy. Đấy các bạn nhìn thấy CPU đoán 100% chưa? Được chưa? Còn Vega thì mình đã chia sẻ cho các bạn cách test ở rất nhiều video rồi. Đây, Vega thì như này. Kích vào đây. Các bạn chuyển về chế độ 7680. Con chuột nởm quá. Chế độ khử răng cưa 8x. Sau đó các bạn ấn vào GPU. Ok. Là nó chạy thôi ạ. Đây. Cái con này thì nó bị chạy ngắt. Cái nguyên nhân do cái luồng khí của nó bị dẫn không chuẩn, dẫn đến tình trạng là nó bị om nhiệt trong cái hệ thống này này, khoanh tròn này này. Bình thường thì một số cái vỏ khác nó còn có một số cái lỗ ở mặt trên này để nó thoát cái khí, nhưng con này là mặt meca chứ không chẳng phải là kính, vì vậy là nó bị che kín này. Cái nguyên lý của nó đi rất đơn giản, cái này học của cô em. Gió đi theo chiều này. Đấy. Đấy, ra đây. Sau đó uốn ra đây. Vì vậy ở đây có một đường hút gió vào. Và ở đây có một đường hút gió vào. Và ở đây có hai đường hút gió ra. Đấy, các bạn thấy chưa? Nếu mà chúng ta thiết kế sai cái đường gió thì cái gió nó sẽ quẩn quanh đây. Và nó sẽ gây ra cái tình trạng là nóng toàn bộ linh kiện ở trong cái PC này. Và khi bị nóng thì dẫn đến tình trạng là cái linh kiện nào mà đến cái nhiệt độ nó báo ngắt thì nó sẽ ngắt toàn bộ cây, tùy theo từng thời điểm nha các bạn. Còn bây giờ thì đã khá ok. Màu mè thì cũng bét tè nhè phết đấy. Ok, cảm ơn các bạn. Các bạn có thể test nhanh các những cái phần mềm đó để xem cái hiệu năng của CPU Vega và cái hiệu năng của nguồn cũng như của main, xem nó có bị chạy sập hay là chạy ngắt hay không. Đó là một cách test và một cách phỏng đoán cái linh kiện nối chạy ngách một cách nhanh nhất mà các bạn có thể sử dụng. Cảm ơn các bạn. Và đây là kênh YouTube mới của No2, rất mong các bạn ủng hộ.